Z Flip 6, 24 củ, ngập ra, ngập vào. Cũng là Z. Nhưng mà là ZTE Libero Flip giá 6 củ. Đấy. Đây có thể nói là chiếc điện thoại gập giá rẻ nhất hiện tại. Và cũng xin cảm ơn anh Tạ Hưng đã cho em mượn chiếc máy này để trải nghiệm cũng như là review trên tay. Thank you anh. Yeah. Bật mí này là ở Việt Nam ấy là cái giá của nó là 6 triệu. Thế nhưng nếu mà anh em gọi là đi du lịch một chuyến sang Nhật đi thì cái giá của nó sẽ giảm một nửa luôn, là còn khoảng hơn 3 triệu một tí thôi. Thậm chí là có những combo mua hai con giá chỉ loanh quanh khoảng 7 triệu. Phải. Thế nên là nói chung là về Việt Nam thì giá nó cũng cao hơn một tí rồi. Nhưng mình vẫn đánh giá là rất rẻ nhá. Đúng, nhưng nếu mà anh em mua ở bên Nhật thì nó còn gọi là rẻ, nó khủng khiếp, nó gọi là phổ thông, nó gọi là phủ sóng mẹ cả thế giới này bằng cái máy gặp giá rẻ như này. Bọn mình đây là một bài trải nghiệm nhanh thôi anh em ạ, nên là đúng sẽ rồi, không có những cái đánh giá chuyên sâu quá đâu. Có gì anh em thông cảm bởi vì thời gian mượn máy cũng không có quá nhiều. Đầu tiên là Phương thấy, mày thấy thiết kế như thế nào đi? Em thấy đẹp. Đẹp à? Không, nó chỉ đẹp ở cái phần vỏ thôi anh ạ. Tức là em thấy nó bằng nhựa nhưng mà trông nó khá là sang ấy, tại vì nó có một cái lớp nhũ nhũ rồi này. Sờ khá là sướng tay. Và thật sự là để mà nói nhá, em thấy khi đặt cạnh Z Flip ấy, nó cũng khá là xem xem ấy. Tại vì tức là từ những cái vị trí nút bấm đúng, này đúng, hay đúng, cho đúng đến cái giải anten này. Ôi mẹ, cái trên đầu này nó cũng giống giống y hệt mà anh, nó không khác gì kể cả cái phần kiểu bo cong này các thứ này. Đấy là cảm nhận Phương đúng không? Vâng. Còn của anh nhá thì đầu tiên là anh rất thích cái màn hình nhám này. Đúng. Cầm nó sướng, kiểu nó bám tay anh em ạ. Và cái phần viền này thì như Phương vừa nói, nó là viền kim loại và viền nhôm, cảm giác cầm rất là chắc. Đúng. Tuy rồi, nhiên thì cái mặt bên trong này thì mình có vẻ thừa nhận là bởi vì nó giá rẻ nên là trông nó cũng hơi dày, nó chưa được kiểu sexy lắm. Yeah. Còn về thiết kế thì đương nhiên là dạng gập rồi, gập vỏ sò, anh em thể gập mà nó nhỏ gọn lại còn như thế này thôi, cũng khá là dễ hiểu. Ở con này thì nó sẽ không có bất kỳ một cái gọi là một cái thương hiệu nào ở trên cái chiếc máy này, không có tên nhà mạng này, không có tên của hãng sản xuất này, chỉ đơn giản là một ký hiệu của NFC ở phía đằng sau thôi. Đúng. Cái hôm đầu tiên hình như là Khôi Ngọng có chụp một cái ảnh là màn hình con này nhá, nó phẳng đét luôn. Đúng, nó phẳng ly. Nó còn phẳng hơn cả con Z Flip 6 mà giá gấp 4 lần như thế này. Thế nhưng mà đến hôm nay tôi đã bị lừa, tôi thực sự bị lừa anh em ạ. Hôm nay câu chuyện nó hoàn toàn khác luôn. Tại vì sáng nay thì bọn mình có xem lại thì hai con nó như nhau. Như nhau. Tức là có thể là cái lúc bọn mình mới nhận máy thì máy nó là mới chưa ai dùng nên là nó chưa vẫn còn ok nhiều. Nhưng mà sau khi mà một thời gian bọn mình cũng làm video các thứ với con này, mở ra mở vào nhiều thì bây giờ cái màn hình gập của nó không khác gì là màn hình của con Z Flip cả. Cả hai máy này đều sẽ có những cái nếp gấp ở phía giữa màn hình như này. Nói chung là lúc đầu là bọn mình cũng hơi chủ quan và tự tin. Đúng, hơi đề cao con này quá. Nhưng mà bây giờ thì có thể nó đang thể hiện cái giá trị thật của nó với mức giá là 6 củ quan. Con này hình như là dùng màn AMOLED. Nên em thấy cái hiển thị của nó cũng khá là ok, kiểu nói chung là nó sáng sủa, tươi tắn. Và đặc biệt là cái tần số quét thì mình có thể điều chỉnh được. Tức là từ 60, 90, 120 mọi người muốn để cái nào cũng được. Thì đây là một màn hình anh cũng đánh giá khá là cao nhá. Tất nhiên là đánh giá cao trên cái phương diện giá rẻ của nó. Giá rẻ. Tất nhiên còn so với những con Z Flip giá gấp hơn 4 lần thì nó vẫn sẽ còn kém ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất là màn hình con này 120Hz này và có nhiều tùy chỉnh như Phương nói. Đúng. Thứ hai là anh thấy là cái độ lớn màn hình con này rất ok. Đúng. Con này là 6.9 inch, tức là ngang ngửa với con iPhone 16 Pro Max. Tất nhiên là cái chất lượng hiển thị nó không bằng rồi, nhưng mà độ lớn này, có tần số quét cao này, màn hình AMOLED nhiều màu. Và độ sáng thì anh thấy dùng ở ngoài trời nắng thì cũng khá là ổn. Okay. Thế nên là cũng khó để đòi hỏi gì hơn. Yeah. Bản thân anh thì cũng trải nghiệm con này ngày hôm qua ấy, thì về hiệu năng anh thấy cũng khá ổn. Con này bên trong nó sẽ có con chip đấy là Snapdragon 7 Gen 1 này. RAM của nó sẽ là 6GB RAM cùng với bộ nhớ trong là 128GB. Với cấu hình này để xét trên một con điện thoại giá 6 triệu thì dạng thanh nhá thì có vẻ sẽ hơi kém. Vâng. Nhưng mà nếu mà ở cái dạng gập thì nó lại là khá ok. Pin của nó loanh quanh khoảng 4.300 bao nhiêu mAh đấy, anh không nhớ rõ em lắm. Không... Nhưng mà với cấu hình đấy thì anh thấy hoàn toàn ok. Hôm qua anh có thử con này để test nghe gọi này hay là sử dụng những cái app cơ bản. Trời, thì ok. Chỉ có chơi game, nếu mà anh em chơi những tựa game như là Genshin thì nó sẽ rất là đuối. Nhưng nếu mà anh em chơi Liên Quân thì nó lại là không vấn đề gì. Những tựa game giải trí bình thường, Liên Quân hay là PUBG đấy, nhẹ nhàng. Kiểu, không quá nặng thì vẫn ok. Và con này thì hoạt động anh thấy không nóng lắm, cũng là một không điểm cộng. Nếu mà chụp ảnh, hôm qua em chụp ảnh ngoài trời thì nó cũng chỉ ấm cái phần màn hình phụ thôi, tại vì nó gần camera, còn ở dưới thì bình thường. Phương dùng màn hình phụ của con này thì mày thấy nó như thế nào? Tại vì cái màn hình phụ của con này thì anh không thích lắm, nên là anh không trải nghiệm nhiều. Thật sự là em không thích cái màn hình phụ hình tròn. Thứ nhất là không thích kiểu hình tròn rồi. Cái thứ hai là nó quá là ít tác vụ. Nó không có nhiều, em thực sự là
nó chỉ có máy ảnh, thời tiết ghi âm. Nếu như để so cái này chắc chắn là nó thua rồi, không sao. Nói chung là máy rẻ mà. Đúng, lại một bài ca máy rẻ nữa nên là chúng ta không thể đòi hỏi gì được quá nhiều. Còn về chất lượng chụp ảnh của con này thì Phương thấy sao? Em đánh giá nó ở mức gọi là ổn trong cái tầm giá này. Con này hình như là camera của nó 50 chấm và 50 có thêm chấm. Một cái camera gọi là gì nhỉ? Cảm biến chiều sâu đúng không? Chiều sâu. 2 megapixel. Cái này trên những con máy giá rẻ thì cũng hay có. Thì đây, anh em để xem một vài bức ảnh mà mình đã chụp. Con Libero Flip này. Flip. Đấy, và anh em có thể đánh giá chất lượng bằng cách comment ở phía bên dưới nha. Đúng, thank you mọi người. Và với những con như này thì anh em sẽ thấy là cái camera của nó đặt lên trên màn hình và đặt lên trên một tấm kính này luôn. Nhỡ chẳng may màn hình mà xước ấy thì coi như là camera cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Và chắc chắn là với con này thì anh em sẽ không thể nào kiếm được những cái phụ kiện như kiểu là ốp lưng hay là dán cường lực hay là bao da bảo vệ gì đấy. Đúng. Nên nếu mà anh em muốn đi tìm những cái cường lực mà xịn sò, những ốp lưng thật là ngon thì anh em có thể đến Pick Up Me. Bọn mình đang có cực kỳ nhiều khuyến mãi cho anh em. Mà khuyến mãi đó là đặc biệt là mua một tặng một, mua một sản phẩm bất kỳ tặng hẳn một ốp lưng basic này, một kính cường lực kinh công này, một dây chuyền Pick Up Me, một móc khóa Pick Up Me. Đấy, nói chung một trong những thứ đấy, anh em hãy truy cập ngay vào link bên dưới để đặt những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho anh em nhé. Và bây giờ quay trở lại với chiếc máy này. Đấy, anh em đã thấy phần camera rồi đúng không? Đúng. Bây giờ thì bọn mình sẽ nói về những cái nhược điểm của con này đi. Được, nhược điểm thì đầu tiên là như anh vừa nói nhá, thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải thay cái dàn chống xước ở phía bên trong. Thì thường là những con máy gập này rất là khó để thay ở ngoài hàng mà chúng ta sẽ phải mang đến những trung tâm bảo hành. Mà trung tâm bảo hành con này ở đâu? Ở Nhật ạ. Chính xác ạ. Thứ hai là máy gập nhưng mà giá rẻ, thế nên là bản lề con này rất lỏng lẻo luôn mọi người nha. Tức là mọi người cầm lên, mọi người hơi lung lay nhẹ mà biết có cầm đến cả con Z Flip 6 này nó khác hẳn. Đúng. Con này nó cực kỳ cứng cáp. Con này nó vẫn dựng được ở một góc như vậy nhưng mà nó có một cái độ dơ ấy, đây này, một độ dơ về bản lề. Thế nên là anh em nào khó tính thì sẽ rất là khó chịu. Đúng. Cái thứ ba là cái khuyết điểm của nó là cái phần mềm. Phần mềm nó chưa được tối ưu. Đúng rồi. Cái hãng sản xuất chiếc điện thoại này đó là ZTE. Thì họ sẽ khá là mạnh về việc là ở bên trong có nhiều tùy biến về gọi là các icon này, màn hình đẹp như thế nào, các hiệu ứng ra sao. Nhưng cái quan trọng nhất của một con điện thoại gập đấy là những phần mềm tối ưu cho màn hình gập. Thì họ lại không có gì nhiều. Đúng. Gần như là chỉ dựa vào những gì Android có sẵn thôi. Anh em chỉ có thể là phát hiện ra một vài cái gọi là trường hợp cụ thể con này dùng điện thoại gập, còn hầu như là nó sẽ được đối xử về mặt giao diện như là một chiếc điện thoại dạng thanh, nó không khác gì không nhiều khác gì cả. Nó cũng không chia đôi màn hình để dùng hai app cùng một lúc như con Z Flip 6. Không chia đôi được luôn à? Đúng rồi, nó chỉ dùng được đúng một ứng dụng trong một cái màn hình gập này thôi. Giá rẻ. Ngoài ra anh thấy nhá, là trong phần cài đặt các thứ này, nhiều cái phần nó bị dịch, nó cứ nó buồn cười, nó cứ hơi đần nó hơi nó không được đúng cái văn phong của mình. Đúng. Xong rồi thiếu dấu chấm dấu phẩy này. Về mặt phần mềm nó sẽ không được hoàn thiện lắm. Đặc biệt nha, là tao để ý này, là ở cái phần pin ý được tối ưu không tốt đâu. Tức là ở đây sẽ có một cái giai đoạn là chúng ta nhìn thấy cái app gọi là ứng dụng nhận diện khuôn mặt nó chiếm đến 20% pin tiêu thụ của chiếc máy này. Nó bị tốn pin, con này bị tốn pin. Mà pin của những con điện thoại gập thì mọi người cũng biết rồi đấy, là nó sẽ không quá trâu. Mà trong khi đấy sạc con này thì cũng không phải là nhanh cơ. Sạc con này là 33W. À, nói đến sạc. Đúng. Điểm trừ lớn nhất con này là gì? Không có củ cáp sạc, không có một cái gì hết. Đúng có rồi. Đúng một cái que chọc sim. Chính xác anh em ạ. Con này sử dụng cổng Type-C nhưng mà bên trong nó sẽ không có cáp sạc hay là không có gì hết anh em nha. Và một cái nhược điểm nữa mà mình thấy về con này đấy chính là cũng là một về mặt phần mềm. Đúng. Là con này nó sẽ gần như là không có bản cập nhật phần mềm nào anh em ạ. Bọn mình có kiểm tra thì cái bản update gần nhất của con này nó vào ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023 mà bây giờ là cũng là gần 1 năm rồi. Với một con điện thoại giá 6 triệu ở Việt Nam và 3 triệu ở Nhật Bản như này thì thật sự là để mà đòi hỏi là nó phải thế này thế kia thì cũng là hơi khó. Đúng. Nhưng khó. Mà nếu mà anh em nhìn nhận nó ở đúng cái mức giá dành cho một con điện thoại gập với một tấm nền có thể gấp lại. Đúng. Với một cái bản lề hay là những cái thiết kế kiểu nó khác với form truyền thống như này thì đây cũng là nghĩa một cái gọi là option rất là ok để anh em lựa chọn. Những anh em nào mà thích phông bạt. Đúng. Thì thích chắc phông bạt chắn là sẽ rất yêu con này. Con này thứ nhất là anh em nhìn qua thì đẹp. Trông nó khá là đẹp đúng không? Đây là mức giá ở Việt Nam nhá. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh em thử thay đổi cái góc nhìn một tí, anh em đặt mình con này với mức giá ở Nhật là 3 triệu đi. 3 triệu. Thì thực sự nó là đúng. Quá ngon luôn. 3 triệu có màn hình gập này, có 7 Gen 1 này, có pin 4.300 này, có sạc 33W. Đòi hỏi gì nữa? Đòi hỏi gì nữa?
Còn thật... anh em nghĩ sao về con điện thoại mà gập có tên là ZTE Libero Flip này? Thì anh em hãy để lại cái phần comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đây là trải nghiệm nhanh thôi, nên là bọn tôi sẽ phải trả lại máy bây giờ cho bạn Tạ Hưng. Cảm ơn bạn Tạ Hưng đã gọi là cho anh em mượn sản phẩm này để cùng chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và đừng quên, BKB đang có chương trình mua 1 tặng 1. Nhớ nha mọi người, trên website nhé.